anh sẽ ra đi để em được vui. Hôm nay tôi like mấy giờ á? Tôi cũng chưa biết nữa. Có thể là khi nào tôi kiệt sức. Đến khi nào tôi kiệt sức. Bởi vì bây giờ tôi cũng chả biết đi về đâu nữa. Vì nếu bây giờ thì về nhà cũng một mình, chán, chả có gì để làm. Chả biết đi về đâu nữa, kệ đi. Cứ live stream khi nào tôi đói lả. Thì tôi sẽ lại đi ăn, rồi lại về live stream tiếp phục vụ anh em. Thật, tôi chả biết làm cái gì nữa. Cắt quả đầu này bị vợ bỏ nên chán đời à? Không, tôi bị vợ bỏ nên tôi chán đời rồi mới đi cắt đầu. Thực ra là cái vòng này nó lại không không đúng như gì mà bạn nói, nó lại ngược lại cơ. cuộc sống mà biết làm sao được. Thôi nói vui for fun đấy thôi. Thực ra là tôi cắt đầu là vì tôi thích chứ cũng chả phải vì lý do gì đâu. Đó, khê luôn. Ok, chia buồn với bạn Huy Hoàng nhá. Chia buồn với bạn Huy Hoàng vì bạn bị đau chân nhá. Rất rất tiếc vì điều đó. Em, anh sẽ ra đi để em. Không test PBE đi có rank rồi đấy thì cũng chả vội đâu. Tôi sẽ tìm kiếm thông tin về bản 9.14 nhanh nhất. Nhanh nhất có thể để update cho các bạn. Khi nào 9.14 ra các thứ, nếu mà anh em chưa biết thì tôi sẽ đi hỏi. Mà biết đâu, nếu mà biết thì anh em chia sẻ với nhau được thì ok. Cảm ơn sao của Lâm Hoàng Triều, cảm ơn bạn rất là nhiều. Đúng thật là bây giờ chỉ có ngồi chém gió với mấy ông thì tôi mới hết buồn. Chào bạn Mạnh Gà, chào bạn Mạnh Gà. Ra cái hơi lởm nhờ. Toang rồi. CC thì phải vẫn để cho nó cào. Giết, ok, thua cũng được. Anh có live đêm như trước nữa không á? Bạn Bành thì nó thích xem đêm đúng không? Được, tối nay tôi sẽ live stream đêm cho các bạn xem. Vì tôi không muốn về nhà lắm. Được, tối tôi sẽ live stream đêm phục vụ các bạn. Từ từ, mấy cái round đầu thôi anh em, từ từ rồi tôi sẽ build theo ý anh em.
Alo, 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 alo. Hải tá các ok đây để tôi bắt được cái tôi build nhá. Hôm nay thì anh em thích gì tôi cũng chiều, xạo cũng được, whatever. Thất rì cũng trêu hết. Em sẽ hạnh phúc hơn. Đây rồi, có cái thìa chơi rồi. Điều mẹ. Sài Gòn nhớ anh à? Ok, đông đông mấy hôm nữa tôi vào thôi mà. Tôi vào bây giờ ấy mà. Mai ngày kia tôi vào bây giờ đấy. Yên tâm. Buồn thêm chút nữa anh cũng ngậm ngùi. Khá là khó ở đấy. Ít đồ quá, trận này ít đồ quá, khó đánh quá. Ô, đủ mé đã bắt đi bắt lại à, cay thật. Gà trống gọi gà mái cái gì đấy Cường ơi. Facebook em không gửi được lời mời rồi đấy là sao? Tôi đang chưa hiểu bạn Bạch Thị Lọt hỏi cái gì ạ. Kinh nhở, con Varus bây giờ khỏe lắm nha. Ma con Varus, Varus bây giờ được búp lên khỏe vai cà lìn. Thấy chưa? Vứt cho cái mũ mà bắn kinh vãi lìn. 400 AP, 400 AP. Channeling bây giờ bị chậm hơn so với ngày xưa, không còn channeling lâu nữa. Qua im bà. Tôi sẽ build Daemon cho các bạn. Chỉ cần là các bạn thích thôi là tôi chơi. Sao em tìm game lâu hơn lúc mới ra? Tôi cũng bị tìm lâu. Ván vừa rồi tôi cũng bị tìm lâu nha bạn nhé. Tuần sau thì lại đánh VCS tiếp. Đánh một tuần thôi mà, cái Rift Evil đánh chơi chơi một tuần, đánh nghịch thôi. Oh shit. Anh giờ này chỉ biết ngậm ngùi. Đến chiếc lá rơi như mùa đông. Mẹ cái tai nghe này. Lá che nước mắt rơi trong lòng. Bạn phím nút E bạn ơi. Cảm ơn Tuấn Linh nha, tôi cũng yêu bạn. Love you so much. Love you, love you, love you. Đéo không bắt được con Daemon nào kết hợp với con này đánh hai Daemon bơn 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 mana cái nhè.
chưa muốn lắp lắm, thật sự tầm này chưa muốn lắp hai cái này. Vẫn muốn chờ một cái cung gỗ để lắp cái ma vũ. Chưa muốn lắp cái kiểu linh tinh. Đấy, bắn một chiêu là chết một thằng đấy. Tỷ lệ giải giới, cái giải giới đồ của nó chỉ ghi là tỷ lệ xuất hiện nó hơi thấp một chút, chứ nó cũng không ghi là tỷ lệ bao nhiêu phần trăm cả, nên tôi cũng không biết. Cảm ơn bạn Thác Vũ nha, cảm ơn bạn Thác Vũ đã khen. Ma toàn từ cấp 1. Ôi, đéo kịp bắn rồi. Cảm ơn bạn Nguyễn Lâm đã khen ạ. Cảm ơn bạn Dũng Mạnh nha. Thế thì tối tôi sẽ livestream cho bạn xem. Có ai gì. Tối tôi sẽ livestream cho bạn xem. Một, hai, ba. Thế này thì không đánh được rồi. Bỏ Ari đi. Thậm chí là bỏ cả chó đi. Ván này đánh hóa hình sư. Ừ đúng rồi, bỏ chó đi là chuẩn. Kéo chơi chó đó các bạn ạ, bực cả mình. Nhiều khả năng tôi sẽ chơi Demon Element hóa hình sư. Chó với má làm cái gì. Cho bắn đi coi. Đó. Giết. Ui. Đi mê không kịp phát chiêu kìa. Đây, bắt con thần lửa về. Cố gắng ghép element sớm. Cố gắng ghép element sớm. Kiếm con Lissandra nữa. Cứ treo đi. Cái tầm lại. Còn sao em không đến gần anh ngắm nhìn. Chả thấy đóng băng cái mẹ gì cả. Bắn cái coi. Ui rồi ôi. Này bắt đầu bung tiền này, bắt đầu bung tiền này. Level 6 bắt đầu roll mạnh này.
Đó. Đấy, vitamin element ít ra còn có cái mà đẹp. Hai ác quỷ luôn đây này. Đấy, bắt đầu đẹp rồi đấy. Team bắt đầu đẹp rồi đấy. Mùa hè đó, ngồi cà phê ngắm mưa rơi. Sao em không đến gần anh cứ ngồi. Thấy không? Lắp element phát khỏe hẳn luôn. Thấy chưa? Đó. Đây, tôi build cho anh em. Anh em thích cái gì thì build cho anh em cái đấy. Ngồi cà phê đêm mưa rơi. Sao em không đến gần anh ngắm. Lại lúc khóc riêng mình. Lạnh lùng khắp riêng mình. Không phải là cái này hạn chế tướng mà Đặng Linh ơi, mà cái game này không thể nhiều hơn được. Các bạn đọc kỹ những cái thông tin về cái trò chơi này, các bạn sẽ thấy là có những cái nó không thể thêm được. Nước mắt, nước mắt, nước mắt. Mùa hè đó, ngồi cà phê đêm mưa rơi. I know what lurks in the shadows. Rất muốn rút cái này ra để lắp cho con này. Cái nen giật đấy. Đó, ít ra phải giật phát rồi chết. Cái nen thì thường nên vứt lên trên đầu. Quá khỏe luôn. Con Brand khỏe cực. Tôi thề với các bạn, con Brand nó đang rất khỏe trong cái meta này. Khắc chế ác quỷ thế nào á? Tôi nghĩ là đơn giản, hiệu quả, dễ nhất. Ác quỷ là thiếu đam lắm. Các bạn cứ đánh Noble. Cứ đánh Noble là ăn tiền. Đấy, ngon không? Quá ngon. Mùa hè đó, ngồi cà phê đêm mưa rơi. Sao em không đến gần anh cứ ngồi. Lại lúc khóc riêng mình. Ma và công thủ. Con ma điên và cung thủ. Cái bộ element này bắt được sớm ấy, các bạn không cần phải lên hai nhiều đâu. Các bạn chỉ cần mấy con cộng một cũng được. Bởi vì cái con golem này là nó máu nó nhiều lắm, nó tanh tốt cực. Đánh mid game là siêu khỏe luôn. Thấy không? Thế Brand 2 khỏe chưa? Brand 2 đừng hỏi luôn. Mùa hè đó, ngồi cà phê đêm mưa rơi. Sao em không đến gần anh cứ ngồi. Lạnh lùng khóc riêng mình. Sổ khéo không? Nhét cái element dưới luôn. Quá hay. Này đê, này đê. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Siêu khỏe. Cảm ơn Tuấn Anh đã tặng sao. Thank you.
Đừng hát nữa, ok. Hôm nay tôi đang hơi buồn, hơi pờ một tíu. Cho hát tí đi. Hôm nay đang đang buồn. Đang buồn mà không có đứa khác tí mẹ thiệt tình là buồn quá đi. Kiếm công. Khá hay. Khá hay đến từ vị trí của kiếm công. Tôi sẽ lấy cái thìa này nếu được. Đấy là nếu được. Không thì lấy cái kiếm BF này cũng được. Ôi là kiếm BF đi. Về lắp mẹ ngọn giáo Sojin. Ai, tôi mà lên con Pyrus 2 là tôi bán con Pyrus 2 kia đi, tôi đẩy ngọn giáo Sojin cho con Brand. Mùa hè đó ngồi cà phê ngắm mưa rơi, sao em không đến gần anh, cứ lạnh lùng khóc riêng mình. Để tiền up cấp vậy, lên cấp 8 nó khỏe lắm luôn ý. Bắn nó na này không lên được mana luôn này, nhìn thấy không? Mình có hai demon nhá, hai ác quỷ thôi mà đã lút cán rồi. Cảm ơn bạn Tuấn Đạt, cảm ơn bạn. Các bạn cứ làm như tôi là mẹ kiểu quái vật ngoài hành tinh ý. Đó, full đồ, siêu khỏe luôn. Nó phải là như thế, nó phải là như thế các ông ạ, à. Nó phải thế đấy, cuộc sống mà biết làm sao. Lên cấp nữa đánh mẹ 4 Hunter luôn. À 4 4 Ranger luôn. Tập này sao phải xoắn. Thôi xong. Con Brand em ném chiêu ngu rồi. Quá khỏe. Một bạn đã ra đi. An xạo lìn. Không. Hôm nay An cũng éo phải là An khiêm tốn mà đéo phải An xạo lìn. Mà đơn giản hôm nay chỉ là đoàn mạnh An. Chỉ là đoàn mạnh An thôi. Tôi chỉ là tôi thôi các bạn ơi. Tôi chả là ai cả. Bây giờ mà có cái thìa mà biến một con này đi. Hoặc con này này, một trong hai con cung thủ này biến thành băng tộc để lấy bốn con băng tộc bắn đi phê vãi đai luôn. Còn không thì chờ Anivia ra. Chờ Anivia ra thay con à mà cũng không được. Cả hai con này đều ngon. Bây giờ vứt vứt Anivia vào thì bỏ hai con này đi thì phí lắm. Ui. Đồ buồn lớn. Kiếm cong. À cái này là nỏ xét à. Cái nỏ xét là một trong những món đồ khá là cùi. Cùi bắp. Ngày xưa đó ngồi cà phê đêm mưa rơi, sao em không đến gần anh đắm. Bốn cung thủ này 65% tỷ lệ nhân đôi tốc độ đánh. Ui, ngấy lắm các bạn ạ. Sau của này tôi sẽ roll kịch độc luôn. Thằng kia có ma. Thằng kia có bộ ma. Động một phát mình chết luôn. Ui Raven khỏe quá.
thiếu tanh, team mày bị thiếu tanh quá. Nhiều đam nhưng mà thiếu tanh. Ba băng cuốc. Có lẽ thay con Vayne, bỏ con Vayne đi. Nhiều khả năng bỏ con Vayne đi thay một con hoặc là lên cấp à, hai thìa. Chính ra cho mẹ Kennen cái này mới đúng. Tôi sai đấy. Cho Kennen cái này mới phải. Kennen đứng đầu cầm cái này nó mới là ok. Tôi sai quá. Baby, baby girl, be my baby girl in a nation. Đấy, Kennen không ổn. Phải mua một con Varus đổi lại. Bán cái cung cho con bên ngoài mới phải. Hai ác quỷ. Mà nhiều khi bán cứ mẹ Varus đi nhở. Theo anh em tôi cần con Varus hay không? Bán Varus lấy một con băng tộc nữa vào. Nguyên tố băng cuốc cung thủ. Tạm thời bỏ cái demon đi, cái demon là chưa ăn thua, cứ từ từ. Ôi. Vai cả lìn. Thay cái gì vào nhỉ? Cả thật. Mẹ. Đang thì muốn lấy cả thật. Thôi rồi tôi lấy con chim băng này được. Không. Chim băng không dùng chim băng, không thích dùng chim băng. Theo cái giọt đổ không khoai lắm. Ác quỷ ơi. Hóa hình sư. Mình chưa có một con hóa hình sư nào trong này cả, chắc là không đánh hóa hình sư được. Ma với phù thủy. Bỏ mẹ đi. Thiếu một con lợn nó mãi đeo lên này, cay thật. Kennen. Ném đi. Điều mẹ. Ghê vãi cả lìn ạ. Vega 3 thì bán này toang rồi.
3 băng cua. Này sắp lên brand 3 này. Bạn lên brand 3 là cũng ra gì và này nọ đấy. Đồ. Được, cũng được. Đấy, ít nhất là hai con có đồ. Thằng này chết này, ngon. Cái nén giật chiêu. Này nó khác bọt ngay. Nó lại là một cái sự khác bọt. Chứ có cái gì đâu, cứ từ từ. Tôi mới lên brand 3 mà tôi ném thì mà lại dựng hết cả người. Ôi. Này, mỗi con thiếu một này. Thì mà hai con cầm đồ nên mà lên 3 thì chết đòn. Trời ơi, chưa thể lên được. Kennen xuất chiêu. Hay quá. Bất tử là ngon rồi, bất tử là ngon rồi, ném chiêu đi. Đó, đó, đó. Đó. Đây rồi, một con. Thần lửa đâu? Thần lửa. Thần lửa. À. Eo có rồi. Solo với Mr. Bean à? Mr. Bean này có con kia kinh đấy. Mr. Bean cái bộ Nobo này cũng khắm chó phết đấy. Sự hồi đập phát gank flank trên luôn. Giật xét đi. Ui. Quả này Mr. Bean nặng rồi. Quả này Mr. Bean nặng, nặng đét rồi. Sao quên này. Đéo có thần lửa. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đào mộ. Đào mộ chôn tim địch rồi. Biết đâu đấy. Tỷ lệ thắng là lên đến 50-50 rồi. Cảm ơn Đức Hiệp đã tặng sao. Ui ui ui. Thần lửa vàng khe này. Ui kinh thi. Ui nhìn chán đéo chịu được ý. Ma nhìn cực kinh thật. Đồ này, hai con cộng 3 này. Đồ đúng kiểu. Thôi thôi thôi, giải tán con rán. Thôi, có cái gậy quá khổ tôi lắp cho con ca thớt rồi. Ông kia bày đặt rồi còn đổi bên nữa. Này, thằng kia sắp chết rồi kìa. Ở bên này thì nó có lợi hơn. Người ta có băng tộc mà, người ta có băng tộc, ông làm cái gì?
Mr. Bean này, Mr. Bean đổi bên này. Tem làm gì đây? Ý gì đây? Ý gì đây? 5 giây rồi chuyển đổi. Kennen đừng cái giật trúng hết đi. Thôi con này bị thả ra. Thôi xong Kennen rồi. Bạn này thua mất. Ui 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 rồi đam kìa. Element. Lady and gentlemen, element. Hôm nay tôi cũng không còn nhiều năng lượng để tôi có thể gáy, nên là tôi sẽ không gáy. Anh em vào gáy hộ với tầm này tôi cũng chả muốn gáy.